Chào mừng các bạn quay trở lại với Bang Lê Soccer YouTube Channel. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn anh em chơi sự kiện Pre-Season để chuẩn bị cho mùa giải mới với những phần quà mà chúng ta có thể sử dụng ở mùa giải năm sau, cũng như là những phần thưởng hấp dẫn mà chúng ta có thể hoàn thiện đội hình của chúng ta để có thêm một OR cao nhất để phần thưởng năm sau nhận được quà nhiều hơn. Vâng, tuy nhiên đầu tiên thì trước tiên mình phải xử lý trước đóng game này đã, bởi vì như chúng ta đã biết, đóng kim cương đỏ hay còn gọi là game thì sẽ mất sau khi reset. Bởi vậy thì mình sẽ tiến hành vào trong cửa hàng mình tiêu thụ hay đóng kim cương này. Vâng, ở đây thì chúng ta có pack 8750 kim cương. Ở trong cái pack này thì bạn sẽ có cơ hội nhận được các điểm và cầu thủ. Vâng, rất hấp dẫn. À, chúng ta cùng chờ xem mình có mở được cầu thủ nào không. Và Nico Barella 90. Không cao lắm. Tuy nhiên là do mình mở ở lúc vừa ra event nên những cầu thủ này sẽ bán rất được giá. Và tiếp theo chúng ta, wow, một con 96 Philippe. Rất tốt. Cầu thủ này sẽ bán được giá đây. Ở đây nó hiện ra một cái offer, tức là chúng ta sẽ được 500 điểm với giá là 109 nha. Cái này thì nếu bạn nào có nhu cầu thì chúng ta có thể đầu tư, còn không có thì không đầu tư cũng được. Tiếp theo mình sẽ mở pack thứ hai, đây là Jordan 93, không tệ, tuy cũng không sử dụng cao nhưng vậy cũng ổn. Tiếp theo 90 K3, không may lắm. Ok, mình sẽ đủ kim cương để mở thêm một gói nữa. Lần này sẽ mở được ai đây? Vâng, vẫn là ba cái đơn vị tiền tệ cho ba trường và 91. À, không được may lắm. Toàn 90, 91 thôi. Và đây là bonus 90. Thêm một cầu thủ 90 nữa. Và các bạn mở pack không may lắm khi mà chỉ có một cầu thủ 96. Vâng, và đây là thành quả. Như em có thể thấy là các cầu thủ của mình thì dù chỉ 90 nhưng bán được tới gần 14 triệu. Và lúc đầu mình có 106 triệu. Vậy sau khi bán chúng ta được bao nhiêu? 214 triệu, như vậy là mình đã kiếm được hơn 100 triệu với khoảng gần 30.000 kim cương mình tích được bữa giờ. Vâng, và trở lại với event thì khi chúng ta vô giao diện event pre-season thì cái tab đầu tiên sẽ là tab đăng nhập hàng ngày. Thì cái này rất đơn giản thôi, bạn chỉ cần đăng nhập mỗi ngày và chúng ta vô chúng ta nhận quà thôi. Cái này là khá đơn giản rồi. Cái này thì anh em nhớ để ý, chúng ta vô mỗi ngày chúng ta nhận quà là được. Đặc biệt nó sẽ có những cái mốc mà chúng ta lấy được cầu thủ như là ngày 27 tháng 8 theo giờ game hoặc là ngày 5 tháng 9. Đấy, thì những ngày này chúng ta sẽ lấy được các cầu thủ của sự kiện. Ngoài ra thì có cái phần thưởng khác như là skill hoặc token rank. Vâng, sang tab thứ hai là tab chơi event, tức là bạn có thể chơi cái live event hoặc là đá vé rắc tắc. Với cái vé rắc tắc thì team của bạn phải từ 120 trở lại và cầu thủ phải từ 80 trở lên trong team. Cái này thì cái lần đầu tiên mà bạn chơi ấy, thì các bạn sẽ được được game. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vẫn là chúng ta xài năng lượng chúng ta đá các trận đấu. Đặc biệt nếu các bạn đá thắng trận cuối cùng thì hai trận đằng trước các bạn không phải đá, các bạn nhận được quà luôn, không tốn gì hết. Tiếp theo chúng ta sang tab thứ ba là tab transfer. Đây, cái này là mà nhiều bạn thắc mắc đây thì nó hơi khó. Cái điểm mà để sử dụng trong cái tab transfer này thì các bạn chơi live event hoặc queue nó sẽ ra. Nên là các bạn chỉ cần tới cái mốc quà bạn muốn, các bạn dừng lại thôi. Chúng ta không phải nhất thiết chúng ta một ngày chúng ta phải chơi hết 99 live event hoặc 99
trận bị ắt tắc mà chúng ta chỉ cần chơi đủ để tới cái móc bài chúng ta cần thôi. Đây đây mình sẽ mở thử. Mình sẽ chọn Advent. Đấy, như các bạn thấy cái này giống như chúng ta tung xúc xắc vậy. Mình vừa quay ra số 5 thì nó sẽ từ ô số 0 là bài xuất phát. Nó tới ô số 5 và rất là giống cờ cá ngựa. Còn Advent Drive tức là giống như đổ đổ xúc xắc hai lần vậy. Đây, 5 với 3 là 8. Đó, lúc nãy mình đang ở ô số 5. Đó, 5 với 8 là 13. Và hiện tại mình đang ở ô số 13. Và cái này giống như tung xúc xắc chỉ cả cái cờ cả ngựa thôi. Các bạn chỉ cần kiếm đủ vé để bạn tới cái móc ô quà mà bạn muốn đổi thôi. Rồi, nói chung quan trọng là mỗi ngày chúng ta vô, chúng ta đã được cái trận cuối cùng. Chúng ta lấy cái điểm transfer. Mà cái trận đó thì khá là khoai. Khi mà chúng ta phải đối đầu với team đội bạn Over 120 toàn những huyền thoại khủng của game. Vâng, một trận đấu đối đầu cực kỳ khó khăn và chúng ta phải cần bản lĩnh, kinh nghiệm. Vâng, như mình đã quay tới ô số 17. Và nếu mà các bạn thích qua ô đó thì bạn có thể sử dụng điểm transfer để chúng ta đổi. Ở đây thì mình đang cần token rank 2 nên mình sẽ đổi luôn. Thì rất là thuận tiện, ở giữa bản đồ cũng có giao diện tung xúc xắc để các bạn có thể chúng ta di chuyển lên. Đây, thì mình sẽ quay lại bên trước. Cái điểm mà chúng ta dùng để tung xúc xắc là cái điểm mà chúng ta kiếm được từ cái live event hoặc là trận vé tắt. Thực ra thì các bạn mỗi ngày chúng ta chỉ cần chơi vài live event đủ điểm tung xúc xắc thôi, cũng không cần chơi nhiều đâu. Ở trận đấu ở giữa nó sẽ mở khóa mắt Over 26 cho các bạn. Vâng, còn đây là các phần quà ở các móc trên bàn cờ của chúng ta. Thì có một số phần quà lưu ý như là ở ô số 8 và ô số 25 thì bạn sẽ không nhận được quà gì hết, mà chúng ta phải bắt buộc chúng ta tốn điểm để chúng ta đi tiếp. Vâng, hai cái này ô này rất là nguy hiểm này. Ngoài ra thì có các phần quà đặc biệt ở móc cuối cùng là móc 30, chúng ta có cơ hội chúng ta đổi Under Herrera. Tuy nhiên số lượng điểm transfer cũng rất là khủng. Cái này thì nếu mà bạn tới được Under Herrera bạn có thể đứng yên đó, mỗi ngày bạn chỉ chơi vài cái live event lấy kim cương thôi, còn chúng ta cứ đá cái trận icon cuối là được. Và ở đây mình tiếp tục tung xuất sắc, mình tung được số 1. Đấy, mình lết thêm được một ô nữa lên ô 23. Đó là 1000 rare boost thì cái này không cần thiết lắm. Nên mình sẽ tung xuất sắc tiếp. Đấy, mình quay ra ô số 5. Vâng, mình từ 23 cộng 5 là 28, bây giờ mình đang ở ô 28. Bây giờ nếu mình thích đổi token RAM 3 thì mình phải tốn 80 điểm transfer. Hoặc là nếu các bạn muốn di chuyển số ô chính xác thì chúng ta có thể sử dụng game, một ít game thôi. Chúng ta chọn cái số ô mà chúng ta cần di chuyển và chúng ta tới ngay phần quà. Ví dụ ở đây thì mình chỉ cần chọn số 2 để mình tới phần quà Under Herrera, một cầu thủ Precision. Ngoài ra thì ở ô số 29 chúng ta sẽ có token rank 4 cho các bạn nào mà muốn chúng ta up over thật cao. Ngoài ra thì sẽ có hai cái chương nữa, đó chương contract và mở khóa trong 7 ngày nữa và chương training camp. Và phần quà đặc biệt, nếu các bạn có 3 cầu thủ now và later, chúng ta sẽ nhận được 20 điểm now và later, một cái logo và đặc biệt chúng ta sẽ mở khóa được móc 28 của skill boost. Vâng, đây là động lực để anh em kiếm được 3 cầu thủ now và later. Tab contract sẽ được mở vào ngày 29 tháng 8, một tuần nữa, và tab training camp sẽ mở vào ngày 5 tháng 9, tức là khoảng 2 tuần nữa. Những cái tab này thì nó sẽ ra những cái chương mới và có thể chúng ta chơi tương tự cái chương vừa rồi. Và trong 5 cầu thủ now và later như danh sách các bạn có thể thấy,
năm cầu thủ này thì đầu mùa sau sẽ có những phiên bản OVR khoảng 80 để chúng ta bỏ vào team, và đầu mùa thì những cầu thủ 80 thì rất là quý giá. Vâng, và anh em có thắc mắc gì thì cứ like và comment ở dưới video nhé. Vâng, xin chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Chúc anh em kiếm được thật nhiều quà để chuẩn bị cho một mùa của FIFA Mobile mới. Xin chào và hẹn gặp lại.